to động đất à? Không phải đâu, là tiếng BK công thành chiến của các bang hội đấy. Cùng 500 anh em lập tổ đội quân đoàn tấn công thành trì bang đối địch. Ngoài ra thiếu hiệp còn có thể đấu giá bang để nhận được trang bị thiên cơ khấu, giúp gia tăng lực chế nhân vật. Tải ngay Kim Long Bát Bộ 2 VNG.